Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801999. Hôm nay xin giới thiệu cho các bạn một mẫu định vị nghe lén số 1 Việt Nam. Đó chính là một chiếc định vị nghe lén Super GPS One S10. Đó thì mình xin gọi tắt là chiếc định vị nghe lén S10 gọn nhá. Đấy. Kích thước của nó thì bằng hai ngón tay này. Đó. Bên dưới lại bằng đúng một ngón tay nhá. Đấy, siêu nhỏ luôn. Mặt sau của nó sẽ là lam châm siêu dính, hỗ trợ các bạn để gắn lên ô tô, xe máy hoặc là gắn ở bất kỳ đâu có vật phẩm bằng sắt các bạn nhá. Đó, lam châm siêu dính luôn. Đó, chức năng của nó thì sẽ bao gồm là định vị, ghi âm và nghe lén. Đó thì dòng S10 của mình đang là bản cao cấp nhất, bản cải tiến lên từ tất cả các loại định vị không dây. Đó, sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt các bạn nhá. Đó, sử dụng hoàn toàn tiếng Việt. Đó, chiếc S10 nhà mình ấy thì định vị 100% là chuẩn này. Thứ hai là ghi âm cực kỳ to rõ ràng. Thứ ba là nghe lén âm thanh rất là rõ luôn. Đấy, sẽ gồm 3 chức năng cho một sản phẩm. Và đây đang là mẫu sản phẩm mới nhất, bản cao cấp nhất và hàng độc quyền tại cửa hàng này mình nhá. Đó. Bản này thì khi mà các bạn sử dụng thì hoàn toàn tiếng Việt thì rất dễ luôn. Đó, mặt sau của nó sẽ là phần in mây à. Đấy, các bạn để ý cho mình là chỉ có hàng chính hãng thì mới có in mây. Đó. Hàng thì hàng nhập khẩu tại Mỹ bạn nhé. Đó, khi nhập khẩu tại Mỹ nên là cái độ bền cũng như là cái chất lượng của nó khỏi bàn rồi. Và đặc biệt nữa ấy, là khi sử dụng một tiếng Việt thì hàng năm các bạn sẽ không mất phí các bạn nhé. Đó. Đó, bản này sẽ là bản nâng cấp, bản nhập khẩu tại Mỹ lên tại cửa hàng nhà mình luôn. Nên là khi mà các bạn sử dụng ấy thì sẽ không mất phí hàng năm như tất cả các loại định vị không dây khác nhá. Là mỗi năm các bạn phải mất thêm mấy trăm nghìn, thậm chí hàng mấy triệu để gia hạn cho định vị. Còn đối với dòng định vị S10 nhà mình ấy, hàng nhập khẩu tại Mỹ này thì các bạn có thể dùng trọn đời luôn. Đấy. Thời lượng pin của nó thì là siêu khủng các bạn nhá. Thời lượng pin siêu khủng. Con này là pin lên đến 15 ngày các bạn nhá. Rất là khỏe luôn. Đó. Mặt sau của nó sẽ là một khay SIM này. Đấy. Đây là khay SIM nhá. Đó, khi mở ra. Đó thì trong khay SIM nó sẽ gồm một chân sạc nhá. Đấy. Khi các bạn mua hàng bên mình ấy và đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc SIM để các bạn có thể lưu trữ để sử dụng luôn được trước định vị nghe lén không dây S10 nhà mình nhá. Đó, con này thì khi mà các bạn mà muốn sạc pin ấy hay là các bạn muốn dùng là bắt buộc các bạn phải dùng SIM nhá. Đấy. Kể cả sạc pin các bạn cũng phải lắp SIM vào. Đó, lắp SIM thì các bạn chỉ lắp đẩy thẳng vào thôi. Lắp đặt cực kỳ dễ luôn. Đấy. Đó, thì khi mà các bạn lắp SIM vào nhá thì lập tức chiếc S10 mình sẽ hoạt động. Đó. Và khi mà nó không đây và khi hoạt động ấy thì nó sẽ sáng đèn như này này. Đó, và tí nó sẽ tắt đi, tức là mình đã bật xong rồi. Đấy. Thiết bị rất dễ sử dụng nhá, chỉ cần lắp SIM là hoạt động thôi. Đấy. Ok chưa? Và chân sạc này thì khi mà các bạn sử dụng hết pin thì các bạn sẽ sạc vào nhá. Đấy. Và khi mà trong trường hợp mà các bạn đậy thẳng vào như này, đậy lắp vào ấy thì sẽ hoàn toàn là chống nước, hoàn toàn chống nước luôn nhá. Đấy. Ok chưa? Một thiết bị định vị nghe lén không dây bản mới nhất, cao cấp nhất, định vị chuẩn nhất, ghi âm rõ ràng nhất. Thì đây đang là mẫu sản phẩm độc quyền tại cửa hàng nhà mình gọi nhá. Đó, bản độc quyền. Đó. Rồi, ok, thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn sử dụng cũng như là test sản phẩm luôn cho các bạn. Đấy. Thì đầu tiên để sử dụng được chiếc định vị nghe lén số 1 Việt Nam này thì các bạn cần tải cho mình ứng dụng. Ứng dụng nó sẽ tên là GPS One này. Đấy. Ứng dụng GPS One này chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn nào sử dụng iPhone, các bạn vào ứng dụng App Store. Các bạn nào mà chạy hành Android như là Samsung, Vivo, Oppo, Sony, các bạn sẽ vào cửa hàng Set Play tải cho mình nhé. Ứng dụng tên là GPS One này. Đấy. Đó. Đây. Thì biểu tượng nó sẽ là biểu tượng bản đồ, bản đồ vệ tinh luôn nhá. Đây sẽ là bản đồ vệ tinh này và bạn sẽ tải về cho mình. Mình thì đây là mình sản phẩm vừa mới về xong. Họ mình vừa mới nhập một lô về. Thì bây giờ mình mới làm video test cho các bạn nhá. Đây là mình cũng chưa tải ứng dụng luôn. Đó thì đây. Khi tải thì tải cũng nhanh thôi. Tại vì mê nó rất là ít. Đó, mình tải độ 10-20 giây là xong thôi. Đấy. Sau khi tải xong nhá, các bạn sẽ bảo lên cho mình. Đó, các bạn sẽ nó ok hết cho mình, còn cho phép cho mình nhá. Đó. Tên đăng nhập. Tên đăng nhập thì các bạn sẽ điền cho mình cái mã email vào phần tên đăng nhập nhá. Đấy.
Inbay đây. À, 90 này. 186 849. Mật khẩu thì các bạn sẽ điền cho mình là 123456 nhá. Đó, thì đây, thì mình xin nhắc lại cho các bạn là khi mà các bạn đăng nhập ấy, đó, thì phần email này sẽ là phần tài khoản nhá. Đấy. Còn phần dưới mật khẩu nó sẽ là mặc định của nó sẽ là 123456 nếu các bạn chưa đủ mật khẩu. Đấy. Các bạn có thể ghi những mật khẩu này và đăng nhập. Đấy. Đây. Đây thì mình sẽ lại cho các bạn. Đó. 903 này. 1 này. 86 2849. Đó, các bạn điền hết dãy số này nhá. Đó, khả năng bạn đấy mình vừa ấn sai. Đó, thì khi mà các bạn đã truy cập ở trong ứng dụng rồi nhá, thì nó hiện ra dòng chữ này thì các bạn sẽ ấn cho phép khi sử dụng ứng dụng này. Đấy. Đó, thì cập thì lập tức nó sẽ cập nhật vị trí của các bạn nhá. Đấy. Con này cập nhật vị trí cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Và trong đây của nó sẽ có bao gồm các phần như là theo dõi trước này, hàng rào điện tử này. Đó, nó gọi là hàng rào địa lý các bạn nhá. Đó, tất cả sử dụng bằng tiếng Việt luôn các bạn nhá. Các bạn chỉ cần là làm theo cái nhìn qua thôi là các bạn đã hiểu rồi. Cũng như là phần thay đổi mật khẩu này. Đấy. Thì phần hàng rào điện tử này thì các bạn có thể cài được cái vị trí. Ví dụ như là bạn muốn cài chức định vị nghe lén S10 của nhà mình ấy. Đó, trong phạm vi là 100m hoặc là 1000m đi, 2000m đi các bạn nhá. Đó, thì các bạn chọn 2000m và ấn lưu. Đó, thì lập tức nó sẽ tạo ra một hàng rào điện tử. Đấy, hàng rào đó thì chỉ cần thiết bị định vị nghe lén S10 của mình ấy cách xa trước smartphone của bạn 2000m thì lập tức nó sẽ thông báo về cho các bạn nhá. Đấy. Thì đó chắc là phần hàng rào điện tử này. Tiếp theo thì mà khi mà các bạn muốn sử dụng về phần đổi mật khẩu ấy thì các bạn sẽ ấn phần thay đổi mật khẩu này. Đấy. Thì tất cả sử dụng tiếng Việt nhá, thì mật khẩu cũ đó và vật dụng mới xác nhận này. Đó thì mật khẩu cũ của nó sẽ là 123456, nó sẽ là mật khẩu mặc định của chiếc định vị S10 này. Đó. Dòng thứ hai sẽ là phần mật khẩu mới. Đấy, mật khẩu mới thì các bạn thích đặt nào thì các bạn đặt. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ đặt là điện tử XO. XO rồi. Đấy. Và dòng thứ ba mình sẽ xác nhận là mình ghi lại vào điện tử XO. Đấy. Đó, mặc định là 123456. Đó. Thì sau khi hoàn thiện ra ba dòng rồi các bạn ấn ok nhá. Tức là mình đã đổi mật khẩu thành công với chiếc định vị nghe lén S10 của nhà mình. Đấy. Cách sử dụng rất đơn giản nhá. Cũng như là các bạn về thiết bị này. Đấy. Đây, thì thiết bị nó sẽ tên S10 này, ở tên thiết bị eBay đầy đủ các bạn nhá. Model này. Đó. ID thiết bị này. Nói chung là chỉ qua hàng nhập khẩu thì mới có ID thôi các bạn nhá. Đó, tất cả các hàng fake, hàng phạt ke ngoài thị trường là đều không có đâu nhá. Đó, bản này của mình đang là bản định vị cao cấp nhất và mới nhất rồi. Đấy. Đó. Đây, thì phần cài đặt này. Phần cài đặt này thì các bạn có thể là phần ấn phần định vị nhanh này. Đó, ấn nhận lệnh định vị nhanh thì nó sẽ cập nhật như là Google Maps các bạn nhá. Đó, bạn đi đâu di chuyển 1 giây 1, đó, cập nhật 1 giây 1 luôn nhá. Đấy. Và tiếp tục ấy thì khi mà các bạn muốn sử dụng tính năng nghe lén ấy thì các bạn cần xác nhận chủ nhân. Đấy. Thì khi bạn xác nhận chủ nhân thì các bạn sẽ ấn cho mình vào phần đây. Các bạn sẽ ấn cho mình vào phần wedding này. Đó, các bạn nhập cho mình số điện thoại vào nhá. Và lập tức nó sẽ là bật chế độ nghe lén. Cũng như là khi các bạn muốn bật chế độ là chế độ báo nguồn điện yếu. Đấy. Thì bạn ấn vào nó và ấn ok là bật lên nhá. Đó. Khi mà bật lên thì chỉ cần thiết bị nó gần hết pin ấy, nó sẽ báo cho các bạn thì các bạn biết được là thiết bị của mình đang chuẩn bị hết pin và mình có thể mang đi sạc. Đấy. Cũng như là thiết bị báo động rung động này. Đấy. Thiết bị báo rung động nói chung là tất cả các từ A đến Z đều bằng tiếng Việt. Đấy. Các bạn nhìn qua rất là nhiều chức năng luôn nhá. Đấy. Đi vị nhanh, đặt số trung tâm này. Đấy. Đây thì mình sẽ đặt số trung tâm của mình và mình sẽ gọi vào số điện thoại trong thiết bị nhá để test phần nghe lén cho các bạn. Không. Ấn ok này. Đấy. Lệnh đã được lưu các bạn nhá. Đấy, lệnh lưu thì nó sẽ bây giờ thì mình cũng có thể là nghe lén luôn ở thiết bị luôn. Đó, mình sẽ gọi vào số điện thoại thiết bị để test sản phẩm cho các bạn nhá. Đấy. 334 này. 589141 này. Đấy, mình gọi trực tiếp vào số điện thoại trong thiết bị luôn. Đấy.
Đó, khi bạn gọi nhá, khi bạn đã xác nhận chủ nhân nhá, thì thiết bị định vị nghe lén của mình nó sẽ tự động Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời. cái lối. Còn đây nếu mà trong trường hợp mà thuê bao nhá, là một trong tình trạng hết pin này. Đó. Hai là ở tín hiệu chỗ này là không có sẵn thì nó sẽ là hết pin các bạn nhá. Đấy. Cũng có thể là các bạn chưa xác nhận thì nó sẽ là thuê bao luôn. Đó, mình sẽ đặt lại số nhé. Ok này, lệnh đã được lưu. Rồi ok. Đó, sau đó mình sẽ gọi lại số điện thoại trong thiết bị định vị. Đó, mình xem lại số cho đúng số không nhé. 5, 8, 9, 1, 4, 1. Đó, thì đây. Đó, khi mình đặt lại số nhé. Thì lập tức thiết bị định vị này khi mà nó bắt máy luôn nhé. Alo. 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 Đấy, các bạn thấy không? Cái âm thanh của nó rất là to, rõ ràng các bạn nhé. Đấy. Nghe lén là cực kỳ hiệu quả luôn. Đó. Mà nãy là mình chưa xác nhận xong nên là khi gọi vào nó sẽ thuê bao. Đấy. Thuê bao là không phải số chủ nhân, nó sẽ thuê bao nhé. Còn trong trường hợp các bạn đã là chủ nhân của thiết bị định vị nghe lén S10 của nhà mình rồi đấy, thì khi mà gọi vào thì các bạn nó sẽ tự động bắt máy để các bạn phải nghe trực tiếp. Đấy. Rất hiệu quả luôn nhá. Và khi nghe lén nó âm thanh rất to rõ ràng các bạn nhá. Đấy. Đó thì ok. Thì đây sẽ là màn giới thiệu sản phẩm và màn test sản phẩm của mình cho các bạn. Bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999. Mình tư vấn hỗ trợ 24/24 cho các bạn. Đó. Và các bạn cũng lưu cho mình là khi các bạn nhận hàng bên tại cửa nhà mình ấy, thì các bạn sẽ được mở hàng ra, kiểm tra, test hàng ok mới thanh toán. Còn không phải để hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào các bạn nhé. Cửa hàng mình sẵn hàng tại Hà Nội, Sài Gòn. Đó, các bạn gần đâu qua đấy. Còn xa thì mình có ship COD toàn quốc các bạn nhé. Đấy. Nên là các bạn cũng yên tâm đi. Đấy. Ok, thì các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để nhận một chiếc SIM 4G sử dụng luôn chiếc định vị nghe lén siêu chuẩn hàng số 1 Việt Nam. À, này. Đấy. Đó, thì các bạn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những phần quà hấp dẫn nhất tại khoản nhà mình các bạn nhé. Rồi, xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.